Bè mười mấy năm mới gặp nhau phải không? Tên gì, Thủy giới thiệu. lắm, Chị Thủy phải không? Hồi xưa làm chung công ty Nhà ở rồi Việt qua Nam đây ở làm em đâu? Ở mà. Dạ, Việt Nam ở đâu? em ở Sài Gòn Sài Gòn quận nhưng qua nào? đây gần Quận 4 mấy? tháng. Sài Gòn quận mấy? Em ở Gần 4 Tân Bình. năm. Tân Bình, Anh lấy ok. chồng ở quận 5. Quận 5, Giờ má ok. ở Tân Bình. Bữa anh đi cái nhà cái lon á. Lon xưa nó làm bộ gì tâm trung rồi ở công ty á. Giờ nó ở Tân Bắc á. Qua Thụy Điển 20 năm, còn anh này qua Hà Lan 20 năm. Ờ. Anh này là gốc bằng tuổi anh luôn hay gốc, là bằng tuổi đây em là nữa? Bằng, đây bằng tuổi anh nè. Con nhỏ em, không phải xin. Dạ, đối diện anh. Hết tiền lẻ rồi. Đừng có khen nữa, hết tiền lẻ. Thôi về thôi. Đủ đủ chỗ để cho Thủy. Mê cái giường á mà phải ráng làm. Taco hả? Toco, giống như là cái cửa hàng của châu Á đó. Rồi, rồi, rồi. Bên ở đây thì bên người Việt thì hay làm cái đó. Dạ, đúng rồi. Mình đang vào cái nhà hàng ở Us. Us tiếng Hòa Lan là chữ chữ O hay chữ S của bạn cô Dũng từ Rotterdam xuống đây khoảng chừng 100 cây. Cái cơm món ngồi ok. Đang nghe. Nói anh tìm ảnh giống như ảnh giúp ảnh kêu đó sao? Đặt vào. Liêm, chui cắt tàu cổ móng. Chui cắt về visa đây. Visa đây Holland đó. Nói chuyện tâm sự như ngày xưa hả ông, mấy năm không gặp nhau anh em mà qua đây làm chung cũng 5 năm. Đúng rồi. Xong lên YouTube coi lại nó không ngờ đi qua trời Tây cái gặp nhau ha. Thủy xưa là làm trước. Trưởng phòng nhân sự là phỏng vấn là nhận anh nhận mà tôi vô đó. Lúc đó em nhận vô. Anh 2005 mới vô mà. Anh gì đó? Bình Vinh Vinh phỏng vấn nhưng mà em là anh Vinh luôn hả? Hai người đó phỏng vấn. Anh thì anh có cái anh gì nữa ta? Có cái anh gì? Thầm Huy hả? Không. Cái anh người Bắc á. Thì ở trong đó ai không hả? Hồi xưa anh thì anh qua anh em nhớ không? Coi như bạn bè đồng nghiệp làm trong hãng dược, coi như 15 năm mới gặp nhau. Một người ở Thụy Điển, một người ở Hà Lan, coi như tình cờ. Coi như tình cờ gặp nhau ở trời Tây, trời Âu. Đây là anh Liêm, người Khmer, sống ở Rotterdam 20 năm. Tại vì anh vô là hôm nay được người đẹp Hòa Lan dẫn đi ăn ăn bánh mì và uống sữa cô gái Hà Lan. Không biết cái đó là cục đấy. Yeah. Okay. Photo for me. I take for you. Ok, it's ok. Để ông kia cái đi đó, rồi nói chuyện tiếp đi. Dạ. Nhiều chuyện mà. Anh này hay lắm, thế sao anh quay em kia làm YouTube. Anh dạy mà anh sẽ không bút của anh á, không bút của anh á, thường còn là bạn ở Thái Lan. Bắt rồi. Dạ. Thì bây giờ mình mới đưa Dũng với Thủy vô nè. Để sao Dũng với Thủy là có cái lính nó nhiều, kêu lính vô ủng hộ cho anh Dũng. Ok. Hồi xưa Thủy là lính cả công ty luôn. Thủy trưởng phòng nhân sự mà giám đốc nhân sự mà. Bên đây người ta cũng là trưởng nhóm vậy. Đó là làm sếp đi đâu nó cũng sếp. Đúng, em nghĩ vậy đó. Chứ thực sự là lúc đầu em qua đây em muốn không bị stress nữa đó. À, em làm công việc đơn giản mà em không có thể hiện gì hết nha. Không thể hiện gì hết trơn trời á. Vậy mà cái người của mình nó tốt lên cái vẻ lãnh đạo hẳn rồi. Đi đâu cũng lãnh đạo hết. Hình như là vô hãng ghi chữ leader đó. Hồi xưa thì yêu anh vậy.
anh ở Việt Nhưng Nam. Mà cuối cùng giờ làm gì cũng đâu có stress gì đâu anh. Yeah. 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 Anh là Việt Nam mà anh đi đâu á, anh làm thế, mới bây giờ làm nhân viên phường, có ngoài này phường nó cố nhận nữa. Chứ sao ở đầu âu thì cũng làm này mình làm công nhân làm sếp nó nay làm sếp không hết tại ngày mai tôi làm từ từ mà đừng làm nhanh như vậy phải trễ hợp đồng biết sức biết biết tập đoàn biết tập tập do rồi sorry nhiều khi tôi nói mẻ hơn ở ở Việt Nam mọi sự ba rồng nữa đúng là mẻ hơn thôi em đi là bên này em đi chợ á một tuần á 60 50 đi tính trung bình 50 đi thì ờ thì bắt đầu alo bay chứ alo bay.